Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm cầu chì ống trung thế của các hãng AB, Schneider hay là EFO và một số các hãng khác. Thì hôm nay chúng tôi sẽ review quý vị các bạn một sản phẩm cầu chì ống trung thế của hãng AB, AB đấy. Đây là loại cầu chì ống trung thế. Mã của nó là CFS CES và trang S. Đấy, UN thì 30.40.5 kV, tức là loại chì này dùng cho điện áp đến 40.5 kV. Và dùng cho các tủ RMU dưới 35 kV đấy. Sản phẩm của hãng AV xuất xứ là Made in Poland, xuất xứ Ba Lan. Cầu chì này là nó theo tiêu chuẩn IEC thì nó vẫn là cầu chì, cái chiều dài thân chì vẫn là 537 mm, tức chiều dài thân chì là chiều dài từ đầu này đến đầu này. Đấy, là 537 mm. Chiều dài hai đầu chì này là giống nhau này, là 33 đến 34 mm tùy từng hãng, nó chỉ chênh nhau 1 mm thôi, nó cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Còn lại cái đường kính hai đầu tiếp xúc này nó là đường kính D45, tức là phi 45 mm. Đấy, nó là cái tiêu chuẩn chung của IEC. Tất cả các hãng có khác nhau thì về cơ bản là nó sẽ khác nhau về cái kích thước, cái đường kính của cái ống thân chì thôi, còn về cái chiều dài chì và cái đường kính hai đầu tiếp xúc này là giống nhau. Đấy, phần đầu trên này là phần đầu nổ, đấy, gọi là phần hạt nổ này. Có cái là hướng mũi tên này, hướng mũi tên này hướng chỉ cái phần đầu tác động đấy. Sau này nếu mà mình lắp vào trong các tủ thì mình sẽ cái chiều này sẽ là cái chiều mà vị trí mà tác động vào cái cơ cấu của cầu dao liên động nhỉ, để mà tác động ngắt cầu dao ra. Cho nên khi ta lắp đặt ta phải lưu ý cái phần đầu chì này, đầu chì AB. Sản phẩm này nó cũng nhìn trông rất là đẹp luôn. Đây là loại cầu chì 40.5 kV, dòng định mức là 10A nhé. 10A. Thì các dòng khác nhau thì nó sẽ có các cái đường kính ống nó sẽ khác nhau một chút. Thì nó có thể nó theo giải, ví dụ như là từ 6.3 đến 10A hay là 16A hạ, nó sẽ có cùng một cái đường kính ống giống nhau, còn loại to hơn thì nó sẽ đường kính to hơn. Thì cái đấy mình sẽ tham khảo trên catalog của hãng, nó sẽ thể hiện những cái thông số như vậy. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị các bạn thấy hay, hãy vui lòng like và subscribe để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn.